Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh channel của Bun. Vâng anh em ơi, ngày hôm nay mình sẽ rủ anh BQ Thành trở lại tuổi thơ, đi học lại cái trường mầm non, xem là cái tuổi thơ của mình nó có gì là hay ho nha. Rồi, Nani? anh em nào tò mò xem là mình đi học sẽ như thế nào thì hãy tiếp tục coi video này nha. Và trước khi đi, hãy để lại cho mình xin một like, và đăng ký kênh, và đặc biệt là nhấn xin quảng cáo đó nha. Còn bây giờ là lên đường thôi. Vâng anh em ơi, tôi đã có mặt tại trạm chờ xe buýt rồi đây, để chuẩn bị cho cái cuộc hành trình đi học nhà trẻ mầm non của chúng mình. Đây, ở đây có em bé Bích Quy Thành này. Đấy, đầu hơi to một tí, người bé tí to hon luôn. Bé lên ba bé đi quanh cột điện, điện giật tê tê bé nằm ra giấy chết từ từ. Em học hệ cá rồi anh em ơi. Thôi anh ơi, bây giờ mình sẽ lên cái xe buýt A, xe buýt B đây bây giờ. Ôi giời, anh Thành còn đứng tựa cả cái cây cột điện nhìn ngầu thật sự. Không? Đố đố buôn làm được luôn đấy. Đâu anh Chào thử làm cơ, thử. chào. Hay đấy. Em cũng muốn làm, nhưng không biết làm kiểu gì. Yeah, phải lắm là sao mà làm được, chỉ có cậu học sinh gương mẫu như anh mới làm được thôi. Bây giờ nào lên xe buýt nào đó đây. À, xe buýt này hiện tại đang có 4 người thôi à? Để chạy sang xe buýt này xem nào. Ôi, xe buýt bên A đi anh ơi, có 10 người chơi lận luôn. Rồi. Đi học phải đi học lớp nào đông đông, lớp nào mà ít đứa thì ai đi học đấy, lớp đấy làm gì. Đúng đúng. Rồi, xe buýt sẽ đưa mình đến trường mầm non, trường mẫu giáo. Anh 20 mấy gần 30 tuổi rồi vẫn phải đi học trường mẫu giáo hả bún? Đúng rồi anh Hả? ơi, hôm nay chúng ta sẽ quay trở về tuổi thơ đi học lại trường mẫu giáo anh ạ. Bất ổn quá em ơi, lừa rồi. Bùn đưa anh đi học trở lại trường mẫu giáo, quay lại ký ức tuổi thơ lúc anh còn bé. Rồi, tất cả học sinh đâu, nghiêm chỉnh đi theo tôi. Bây giờ mấy bạn học sinh này không nghe lời gì cả. Em làm trùm ở đây đấy. Bốc phét ít thôi. Đại ca bên này, anh em đi theo tôi. Nhưng mà cái đó đấy, các bạn. Cửa vẫn chưa mở. Anh ơi, em có cái là hay lắm, anh ra đây em cho anh xem. Đâu, cái gì? Đây là trong chóng, mình bấm vào đây nó sẽ quay vèo vèo luôn. À, trong chóng tre này, bun bì ta. Rồi. Rồi, cô giáo ơi anh ơi, cô giáo đến rồi, cô giáo đến rồi. À, cô giáo em che trẻ dạy em hát rất hay đấy đúng không? Cô giáo má đỏ hơi hơi anh ạ. À. Rồi, cô này tên là Sarah. Và cô đấy cảm thấy rất là hạnh phúc và chào mừng các bạn đã đến với ngày đầu tiên của cái lớp học đây kê này. À, đi theo cô đấy anh ơi. À, đi vào trong rồi các bạn ơi, không là cô đuổi học đấy. Rồi rồi rồi. Ôi trời ơi, cô bảo vào trong mà cô không cho mình vào luôn, cay thật sự. Đây là được vào lớp rồi các bạn ạ. Ui, nhiều đồ chơi quá. Ôi. Ngồi nghiêm chỉnh anh ơi, không những ghế là ghế bảy sắc cầu vồng luôn, có cả súng nước ấy. 450 Robux mới lấy được súng nước. Anh lấy được chai nước để bun này, uống nước không? Đâu 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 anh ơi, thôi em ra em chơi tàu hỏa đây anh ạ, một đoàn tàu Chơi nhỏ sút. tí xíu ấy. Sút bóng đi bun ơi, sút đi, Ui, có cả nhà bóng này, mình lên đây mình tút cầu trượt, mình vào nhà bóng sút. Ok à. luôn. Bun ơi, anh thế nào để cắm mồm đây không trượt được. Ôi trời Anh Thành phi ngất trên lần đất rồi anh em ơi. Anh không trượt, à anh cầm cái chai anh không trượt được bun ạ. Đúng rồi, anh ngồi anh không không trượt được, anh phải nhảy một phát. Anh phải nhảy một phát xong anh mới trượt được. Nhảy xuống. Đâu? Đâu? Người anh Thành béo không trượt được anh em ơi. Đấy, em trượt lông lốc luôn. Bùn trượt lăn đập đầu vào cả cái tên lửa luôn các bạn ạ. Áo thật đấy. Ôi không như thế, chúng ta có cả những cái xúc xắc này. Đấy, chúng ta có thể sóc xúc xắc. Ô, có bạn chó nè. Go 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 go. Hả? Bùn nói tiếng chó các bạn ơi. Có một trận đá bóng ở đây anh ơi. Khả năng mình ra Đi đây đi. mình chơi đá bóng này. Ok, cầu thủ BQ Thành Ronaldinho sút. Chưa À. chạm được bóng. Chưa chạm. Bóng Bóng rồi. đâu rồi? Đây đây rồi, bóng Bóng rồi. hết rồi. Ui, Sút sút kia đi bút. đây đây đây, em Hả? ghi bàn luôn này, anh nhìn đây này, Messi. Messi thì có. À đây rồi. Đấy, cô đấy, cô giáo sẽ cho mình đá một cái trận bóng. Đấy, vừa mới mình đá bóng Ok. xong. Rồi, đi thôi, em sẽ bảo là em đồng ý với cái trận bóng này. Và ngày hôm nay em sẽ làm đội trưởng đội cổ vũ. Yeah, cô uống nước không cô? Cô bảo ok luôn mà. À, chúng Cô ta. em mới nhặt được cái nước ở trong lớp ấy, không biết có uống được không? Anh ơi, chọn Anh team. Bây giờ mình chọn vậy. xanh dương. Em cũng xem thanh dương luôn. Ôi, team Ok. đỏ. Thôi em phải theo bên đỏ rồi, bên xanh dương full người mất rồi. Em có mái tóc xanh giống kéo xanh của anh, em phải vào đội xanh chứ. Rồi em bên đội đỏ em đối đầu với anh Thành luôn. Tuổi rè anh cầu thủ Ronaldinho đây. Rồi em vị trí tiền đạo nha. Ok.
Anh Thanh làm thủ môn thì em tí em sút bóng. Đây rồi, tranh bóng anh em ơi. Quả bóng to hơn cả người mình luôn mà. Sút ra đây, chặn bùn lại, sút ra đây. Ôi, bạn này đá ra biên rồi, phải bị phạt biên chứ nhở. Ôi giời ơi, kém thật đấy. Bông nhau để tranh quả bóng. Đây rồi, em đang giữ quả bóng. Đây là đá nhau chứ không phải đá bóng rồi anh ơi. Yeah, đây rồi, anh sẽ dẫn sẵn. Đây, đây. Cuộc thi đá bóng là gì? Chỉ có một phút rồi. À, anh Thành, cướp bóng rồi. Cái bạn kia dịch ra để tôi ghi bàn. Bíp bíp. Em cần anh ghi bàn vào gôn của anh. Đây, anh em ơi. Rồi, tính tạ. À, cây thế nhở, quả bóng nó cứ bông nhau. Quả bóng đông quá. Đâu đúng rồi, ra sân kia, sút đi. Xoạc. Chết rồi, bạn này ghi bàn mất. Sút đi. Em tranh lại được rồi. Sút đi. Tức là hòa rồi, buồn thật đấy chứ. Cô bảo có vẻ như anh em đã mệt rồi, các bạn đã mệt rồi. Đâu, em còn chưa sút được quả nào mà cô. Đây này, anh còn đói méo cả bụng luôn này, đói thối cả mồm luôn rồi vẫn còn chưa sút được quả nào. Kiểu gì? Ok, là bây giờ mình ngồi ghế nào đợi cô phát đồ ăn cho đúng không? Em nghĩ là mình sẽ có phòng ăn riêng nhỉ? Đây là phòng khách rồi. Cô ơi, em thèm ăn bim bim vị chua cay. Đây, phòng ăn bên này anh ơi, phòng ăn bên này. Ui rồi. Ở đây có cả bánh hamburger, có cái đùi gà, có cái bánh sandwich, có cái pizza luôn. Đây anh ngồi đây, anh phải ngồi trước ghế xanh dương mới đúng chuẩn bài. Em sẽ ngồi ghế vàng. Rồi okay. Bây giờ chúng ta sẽ được chọn đồ ăn. Em sẽ làm cái đùi gà siêu to khổng lồ ấy luôn. Anh sẽ ăn pizza. Rồi mời anh Thành ăn nha, mời cô giáo ăn nha. Ok. Ô, mời, bạn mời cả lớp ăn nha. Mời cả lớp ăn nha. Nhom. Cho bún ăn như lợn các bạn ạ. anh Thành cho bánh pizza vào cổ mà. Rồi, anh ăn no luôn. Đây bây giờ anh ăn no rồi anh mang đi cho các bạn kia ăn. Ủa, các bạn kia ăn chưa ta? Có tiếng động gì á? Tiếng động hả? Có một tiếng động gì nhỉ? Tiếng động gì nhỉ? Không biết luôn. Bây giờ cô giáo bảo chúng ta đi làm gì đây? Đi xem tivi anh ạ. Màn hình TV có 3 dấu chấm than. Xem TV, đến giờ xem TV à? Bật chạy chương trình thiếu nhi. Rồi, 15 giây nữa chương trình sẽ bắt đầu xuất phát. Đây, có cái điều khiển này, em sẽ bấm điều khiển. Beat. Ok, em sẽ cho anh Thành xem phim ma. 4, 3, 2, 1. Chúng ta sẽ được xem cái gì đây các bạn ơi? Ê ôi. Ra cả... Ô, đồng hồ điểm. Cái gì vậy? À, bản tin thời sự. Bản tin thời sự mới nhất ngày hôm nay, B Quy Thành sẽ là phóng viên trực tiếp đưa tin về bản tin này. Rồi, ngày hôm nay qua. Hôm qua, hôm tưởng qua hôm nay có một cái con quái vật kia kìa. Nó đến một cái nhà trẻ và nó đã bắt đầu truy bắt mọi người anh ơi. Ui. Một con quái vật xì đèn đèn và đen xì xì, hai mắt đỏ đỏ để bắt các bạn nhỏ. Không như thế nha, con quái vật này là con triệu hồi, nhưng con quái vật một bất khác. Nó sẽ đi theo mọi người, đấy là quái vật Million anh em ạ. Nếu... Nó có hai cái sừng rất to luôn. Ui, nếu bạn nhìn thấy con quái vật này hãy báo ngay cảnh sát. Rồi. Không được mở cửa và mở cửa sổ. Ui da, chưa kịp đọc xong nó đã tắt đèn. Ô, bị tắt đèn tôi thui luôn rồi. Oh no, trường mình có khi nào thằng quái vật xì đèn đen xì xì đến đây không Bùn? Em nghĩ thế á. Toàn sống. Toàn thật rồi Bu em. Bu bảo nó tới đây rồi sao á. Đóng cửa vào đi Bu đi. Ui chúng ta hãy chạy đi, không là chúng ta sẽ bị heo. Rồi luôn. Cô bảo chúng ta ngồi im. Ngồi im không là con cái vật nghe thấy tiếng động sẽ bắt chúng ta đấy. Cô giáo sẽ đi bật lại điện anh ạ. Rồi. Anh trốn ở trong này chắc là an toàn Bud ạ. Có cái thùng gì đây, thùng đồ chơi à? Và đây là một bạn thuyền trưởng. À, em lấy được cái kiếm bạn này không ta? Ô, em lấy được cái kiếm của bạn thuyền trưởng ấy anh ơi. Ôi nhưng mà anh sợ quá Bud, anh trốn trong nhà bóng. Anh trốn kỹ thật sự luôn đấy. Đây là em có kiếm mà em chẳng sợ đâu, quái vật đâu. Đâu, sao anh không lấy được? Anh phải ra chỗ cái con thuyền trưởng anh kìa. Ui, quái vật ở ngoài cửa rồi. Đấy rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi.
Oh my god, đó chính là quái vật. Xin vĩnh biệt rồi. Con này tự thiêu mình luôn hả? Ba chấm, ba chấm, ba chấm. Ôi, em nghĩ chúng ta phải chạy thoát khỏi đây thôi. Buồn rồi. Hỏng hình rồi. Vừa đi hả? Cả mình luôn mà. Con quái vật nó dọa. Đèn nhấp nháy luôn. Ui. Ê. Cái gì đây? Chạy thôi anh ơi. Wow, con quái vật đuổi mấy bạn kia kìa. Mấy bạn kia bị con quái vật ăn thịt mất rồi. Ui à, nó đuổi em anh ơi. Con siêu to khổng lồ nó đuổi em ấy. Buddha, anh ngất ở trên cầu trượt, nó không bắt được anh đâu. Anh này giả ngất, em sẽ dắt quái vật lên cho anh bị bắt luôn. Nó chỉ dồn một lúc không nó chạy đi bắt bạn khác anh ạ. Buddha lên cầu trượt này, nó không bắt được nè Buddha. Đây, 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 để em chạy lên, em chạy lên. À, hình như con quái vật này không biết trèo. Ui, không bắt cái gì, nó chui lên, nó cắn anh luôn kìa. Chạy đi anh em ơi, thừa sống thiếu chết và chạy đi. À, cái kiếm này kiếm gỗ không đánh được nó ạ, cay thật sự. Ui, ba con nó dồn em luôn. Chết rồi. Ấy, à em đánh được nó này, em đánh nó mất máu được này. Chiang 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 chiang. Anh ơi em trốn nữa. Đây đứng đây, đây đứng đây. Buồn kéo nó đây. Chạy đi anh ơi. Rồi cái kiếm của mình có thể chém được nó. Chém nó đi anh ơi. Peng peng. Chết đó. Rồi mấy bạn kia bị con này cắn mất rồi. Ôi 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 ôi. Thôi thôi chạy 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 ia cả té thôi anh ạ. Ồ, nó đâu rồi ạ? Nó Nó tan rồi. Rồi sơ, đấy, cái kiếm gỗ của mình có hiệu quả luôn đấy chứ. Được của nó đấy. Hai đứa mình gần ngõm các bạn ạ. À, nếu mà điện ở trong cái nhà trẻ này bị tắt thì quái vật nó sẽ xuất hiện. À, thế đừng để điện tắt nữa, cô ơi, cô đừng để điện tắt, cô ơi, em sợ quá. À, chúng ta sẽ phải tấn công nó. Đấy, cô bảo là tấn công. Đúng rồi. Ôi, nhà cả nhà trẻ còn có 3 người thôi. Bốn người. Bốn đứa trẻ ngoan ngoãn, cực kỳ ngoan. Ôi bạn này gần ngõm rồi nè. Em cũng thấy em còn có chấm máu rồi. Nó sẽ tấn công ta đấy. Chúng ta nó sẽ tiêu diệt ta đấy. Em bây giờ phải làm sao? Phải làm sao là phải làm sao? Bây giờ mình đi ra ngoài thì mình cũng không thể về được nhà. Mà mình ở trong này có bị quái vật bắt. Ôi rồi ôi luôn. Này. Ôi. Ồ, uống nước được vui đã ngon lắm. Đâu anh ơi, lấy nước ở đâu vậy? Anh vào phát anh thấy nó ở trên ghế, anh lấy luôn. À đây, em thấy ra nước rồi. Đấy, uống đi. Rồi, uống nước mình hồi máu không ta? Không hồi máu xem. Luôn. Chả hồi được tí máu nào. Ôi, chúng ta cần phải đi ngủ anh ơi. Cháu đi ngủ. Đi ngủ đi. Ngủ làm một giấc mơ cái dậy là sáng hôm sau mình ở nhà luôn rồi đó. Không, sáng hôm sau là thấy là hy sinh rồi đấy. Ơ, phòng ngủ đâu ta? Ờ, đẹp quá các bạn ơi. Ui. Bảy sắc cầu vồng. À đây, cô giáo dẫn đường anh ơi. Rồi luôn. Ông ngủ màu hồng. Em cũng ngủ màu hồng luôn. Phát anh ơi, lên giường. Ui rồi anh, Thành vừa đắp chăn cái là cái khò khò cho con bò luôn rồi. Đấy, người ta phải ngủ à. Ngủ ngon quá. Ngủ ngon mắt anh ơi. Để em tắt điện. Tắt điện quái vật đây. Bu này ngáo thật đấy, tắt điện quái vật nó chui ra từ nền nhà đây. Rồi, em không tắt được. Em tắt được thì em cũng đã tắt rồi. Nghịch dại thật. Ôi bạn kia đang trốn cả trong tủ luôn này. Trong tủ có một con mèo cực kỳ xinh luôn. Rồi, để xem nào. Bạn kia vừa ngủ vừa uống nước. Ôi, giây 4 giây nữa. Ngủ đi. Ngủ đi. Có khi nào nó đến không nhỉ? Rồi, nhắm mắt một giấc. Khó. Con quái vật nó đang ngắt cái tủ điện hay sao á? Tủ điện của cái trường của mình hay sao ấy? Nó phá đường điện của trường mình hả? Đúng rồi, đầu nó còn rực hết cả cháy luôn mà. Ôi trời ơi. Ê, sáng rồi anh ơi, dậy đi về nhà rồi. Đấy, sau một giấc ngủ miên man thì con quái vật nó cũng không làm được gì chúng ta cả. Ok, đấy, đi xuống dưới thôi. Sáng lên rồi, dậy đi về thôi hỡi các bạn ơi. Không được về đâu anh ơi, cô giáo bắt ở lại ăn trưa đây này. À đâu, ăn sáng chứ. À, chúng ta thế bây giờ là sáng. Mình phát hiện ra là nó phá cái tụ điện của trường mình rồi, bây giờ mình phải sửa chứ. Em không biết sửa đâu luôn ấy. Bây giờ mình cô giáo bắt mình đi ăn sáng thì mình cứ nghe lời cô giáo cái đã. Ơ, à, bảo đi ăn sáng không cho đồ ăn sáng luôn à? Cay tươi nhờ. Hôm nay được ăn cái gì? Có được cái gì đâu. Ôi, cô cho mồi nhử sao? Nhìn chết thèm quá các bạn, nhưng mà cô chưa cho ăn. Đúng rồi đấy. Pancake. Đây là một cái bánh. Một cái bánh mì. Rồi, mỗi chọn bạn chọn một cái đi nào. Cô ơi, có 3 cái ở đây của 4 bạn cô ơi.
Đây rồi, đây rồi, em được một cái, em giành được một suất rồi. Ăn rồi, quạch 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 quạch. Nhầm 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 nhầm. Ăn xong mừng mình được hồi máu anh ơi. Ờ, tích cực ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn càng nhiều càng tốt. Ui giời, hồi được có 13 máu. Cho lấy ra tiếp nữa cô ơi. Ôi, cô lấy cái bo kia xí đấy nhỉ, cho ăn được có mới một đĩa à? Rồi, chúng ta ăn xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây? Rồi, kết thúc việc ăn uống các bạn ơi. Bây giờ là đi đâu? Đi đâu về đâu? Cô à, bây giờ tôi anh nghĩ là bây giờ đi 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 ra đây để đi chơi thôi. Hôm nay sẽ là một ngày khá là vui vẻ của mọi người. Chơi cái gì đây? Thời gian đi chơi. À, ở đây rồi, lại được đi ra đá bóng sao? Chơi với bạn bè. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi với bạn bè nha. Ở đây có 4. Chơi xuất sắc cái bốn. Còn 4 người bạn rồi. Bây giờ xuất sắc nhảy được bao nhiêu số là mình sẽ nhảy lò cò mấy nhiêu cái. Số 4. Ô. 3 1 2 3 4 5 2 số 6, 2 7 8 9 1, 10 2 thắng luôn. Ờ mà là thật sự đấy chứ. Rồi quay trong chóng thôi nào. Ồ. Đây, gõ này từng 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 ta từng ta từng ta từng ta từng ta từng. Ơi cái đàn guitar này, à đây cái kiếm này, cái kiếm. Tăng 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 tăng. Đấy, anh nghe thấy bản nhạc của em hay không? À đi chơi cầu trượt thôi. A xích đu buồn ơi. Đây anh vào đi để em đẩy cho. Đây đi đây chị, em đẩy cho. Hey này. Lên này, không được đẩy. Không đẩy. Không cần đẩy đâu. Đu đây. Em tự đu luôn. Sao anh đu này, ôi ôi. Ơ sao anh đu cao, em đu thấp ấy. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Bạn này đẩy được cho em này. Vui quá các bạn ơi, hôm nay là mấy bé Quý Thành và bé Bun được đi chơi xích đu. Trông Bun chơi xích đu trông hơi ngu ngu, bé Quý Thành chơi xích đu trông thông minh quá. Này thì thông minh, chúng ta sẽ phải làm gì được đây? Rồi, lại phải ngồi xem tivi hả? Xem con mèo kìa hả? Đây, chúng ta cần nói chuyện với con quái vật. Đâu, đâu quái vật đâu? Quái vật đâu? Ta đây, ta cầm kiếm gỗ, ta xử lý ngươi luôn. Quái vật đâu, ai thấy cô giáo chạy đến đây mà Bun. Đợi tí anh ơi, đợi tí, khả năng tí lướt. Trời ơi, tối tối rồi, tí lướt sẽ có quái vật thôi. Ồ, lại sắp trời tối rồi à, vừa ăn xong chơi được tí, trời lại tối các bạn ạ. À. Không hiểu kiểu gì. Cô giáo, để tiêu diệt quái vật. Ok. Rồi. Ấy, thấy chưa? Ơi. Điện nhấp nháy rồi, quái vật nó lại đến tiếp rồi. Cô ơi, cô gọi cảnh sát đi cô. Ô, nó không cho mình ra ngoài này nữa. Ờ. À, nó chui lên rồi, bu đây, xong rồi. Rồi, xong luôn, ba con million, chạy thôi. Cô không gọi cảnh sát và cô mồm chữ ô luôn các bạn ạ. À. À, cô chặn không cho nó vào rồi. Yes à, sir. Cô... À, tao không... Nãy cô không tin là thật, bây giờ cô mới tin là thật nè. Tao không sợ chúng mày đâu, cô giáo tao bảo kê tao đây mấy con quái vật kia. Ê ao, cô giáo hơi hôi lách tí nha anh Thành nha, đi xe ra đi. Nhưng mà ít ra cô giáo còn bảo vệ mình. Mình mà đứng xa xa là cô á. Ôi ôi, à, thang máy kìa. Cô mở đường cho chúng ta đi rồi. Chạy lên thang đi các em. Rồi let's go, chạy đến thang máy và để trốn lên tầng lầu. Lên đây. Tầng 2 nha, tầng 2. Đóng cửa thang máy lại, không quái vật vào bây giờ. Không cho bấm luôn mà. Ô, có quái vật kìa. Rồi, xong luôn. Ôi dồi, trời đất ơi, có quái vật kìa. Trông mặt nó kinh quá, đầu nó còn bốc cháy nữa. Cô giờ mắt chữ A mồm chữ O luôn rồi. Nó đang làm cái gì vậy hả Bun? Lỗ vận công luôn, khéo lỗ bắn lỗ luôn cả cái thang máy luôn đấy chứ. Ôi dồi ôi các bạn ơi, trưởng màu đỏ tiêu diệt các bạn nhỏ. Kame ha. Ôi, tụi em anh đứng cổ vũ nó làm gì ta? Trốn trong cô giáo đi. Không nó đánh trưởng cho là hai đứa ngáo luôn đấy. Rồi. Tia sét giật đùng như con khùng luôn. Rồi, đỉnh rồi. Vậy. Cái gì mà ghê dữ bây. Anh ơi, anh dạy em chiêu này đi. Rồi. Phá điện. Nó phá rồi. Nó phá điện cái là mình được đi thang máy luôn mà. Đi xuống lòng đất rồi Bun ơi. Học rồi. Sao xuống... không bấm ta đi lên. Rồi luôn mình bay ra đâu đây. Đi Bun ơi, chạy đi. Chạy ra ngoài.
Ui, chúng ta đến một cái thế giới gì ạ? Thế rồi, hóa ra là cái chỗ đấy nó đưa mình đến thế giới này Bun ạ. Đây là thế giới của nó thì phải. Ui, toàn lửa cháy màu vàng màu đỏ nè. Ui da, thôi. Sao có chỗ này đáng sợ này? Quá. Cô giáo đâu rồi? Quá là đáng sợ luôn. Và bây giờ là mấy anh em tụi mình cứ phải tiến về phía trước các bạn ạ. Ô, em đang hỏi cô giáo đang ở đâu. Chết rồi, đừng cụt luôn mà. Có lẽ hỏng hình rồi. Gãy rồi anh em ơi. Ôi, thôi xong tôi rồi. Cô giáo ơi. Đây đây. Mở được đi. Không? Không vào được anh ơi. Nó chặn cô... đường mình luôn rồi. Hình như con quái vật bắt cô giáo rồi thì sao á? Bắt cô giáo với cả một cái bạn kia. Chết rồi, cô giáo đã bị ăn tươi nuốt sống rồi. Hỏng rồi các bạn ơi. Toang rồi. Rồi luôn. Nó bắt đầu bốc cháy lên cái khí độc rồi. Mở cửa ra cho bọn em về nhà anh ơi. Ôi. Rồi luôn, chui xuống hố luôn. Rơi xuống hố chứ đứa ngố luôn. Rồi rồi, đường này không đi được. Đâu, đợi tí, nghĩ là chuẩn bị đi được rồi. Em nghĩ chúng ta sẽ ổn thôi anh ơi. Không sao đâu. Không sao, mũi cao sẽ khỏi không khỏi dã tỏi mà uống. Rồi. Bút không biết là tỏi trừ tà mà em. Em có, nhưng mà đấy có phải con ma đâu. Anh nghĩ đó là ma quái vật đấy, quái vật ma đấy. Rồi. Ui, có cái gì vậy? Thử lấy cái này xem được không? Không lấy được. Anh Thành Phước còn một thùng nước mà. Cần phải cái dìu đấy mới bổ cái này ra được anh ơi. Lấy dìu đi. Cho tôi cái dìu được không? Sao anh đừng bỏ đi, em uống hết cả đầu ấy Thành ơi. Chúng ta không thể chạy đường này được. Thế đi đường nào? Chúng ta cần phải tìm một thứ gì đó để phá hủy cái này. Chỉ có đó cái dìu ấy thôi. Chính là cái cuốc chim. Đây rồi. Yes sir, em lấy được nó rồi. Để em mở đường cứu nước. Ok. Con. Ồ, đánh nó không xin nhê tí nhỉ? Rồi, phá được rồi anh ơi. Chúng ta sẽ được lên một cái xe đẩy. Xe đẩy lên đây. Đợi anh với. Anh đi quay lại thử chưa được. Đâu rồi? Đi rồi. Đây rồi. Đây một cái xe đẩy đường ray. Lên xe. Đợi tí. Đây, bạn này bảo là cẩn thận. Đây, bạn ấy bị đói rồi. Bạn ấy không phải mà đi thôi. Đây rồi, cho em đi lựa rồi. Một đoàn tàu nhỏ tí xíu nối đuôi nhau, người đi đầu là anh Bê Quy Thành. Đúng rồi, anh Bê Quy Thành không lái tàu mà anh Bê Quy Thành đi đầu luôn các bạn ơi. Ủa, cái gì đó? Ở dưới này có cực kỳ nhiều đá quý luôn. Xịn quá, ui các bạn ơi, chơi như kiểu chơi tàu lượn siêu tốc á. Hơi phê luôn đấy. Phê như con TT luôn. Rồi, lên xuống. Điểm cuối. Ở bạn kia đâu rồi? Ơi còn mỗi hai anh em mình thôi. Bạn kia rơi rồi. Đây bạn đấy. Rồi luôn. Lên bạn ơi. Ô, không có bạn đấy mà chỉ còn một cái xe không còn người. Chết rồi. Anh em mình té rồi. Cả một lớp dân đàn đông bây giờ còn mỗi hai anh em Bê Quy Thành và Bun thôi. Bỏ đường này ra. Không cho mình đi mà, cái đấy nhỉ. Rồi đóng rồi. Xem còn đường nào. Tìm cách ra khỏi đây thôi. Ngay bây giờ. Vẫn chưa cho đi mà. Thôi mở ra đi mà. Đợi tí. Rồi đi bút ơi. Được rồi. Đây em tí. Em mất cái kiếm rồi. Bây giờ có một cái cuốc à. Không biết cái cuốc này có khó được người không. Chỗ này chắc mình phải bắt cua rồi các bạn đây. Nhảy rồi. Chưa cần phải bắt cua luôn. Đây rồi. Bây giờ mới phải nhảy. Ui cái dung nham cái lava ở dưới kìa. Mình mà nhảy cẩn thận nha. Mình hẹo luôn đó. Đúng rồi. Một là sống, hai là chấm hết. Khỏi ăn Tết luôn. Ôi trời, nó còn bị động đất nữa à. Oh no, đá rơi vào đầu là cũng hơi hết ngầu luôn nha. Rồi. Đi thôi Bút ơi, ra khỏi đây. Rồi. Em sẽ cố gắng nhảy thật hay. Rồi, chỗ nào lún lên thì mình nhảy vào nha. Ok, anh đánh đã ép lưỡi anh ơi, anh nhảy gì mà nhanh vậy. Phải cẩn thận. Rồi, em nghĩ là qua rồi đó. Yes sir. Đi thôi, chúng ta chỉ có mười mấy giây để chúng ta khỏi đây thôi. Yes sir. Nghe đây Bút ơi. Thoát ra ngoài hang động rồi. Ồ, thế đường về nhà đâu? Đường về nhà ở đâu đấy? Cho tôi đi ra đi. Anh nghĩ là cái này chuẩn bị sập luôn này. Đấy, bên cạnh mà sập luôn rồi. Sập luôn, may quá mình ra kịp.
Tí nữa thì không ra kịp là bị chôn vùi ở trong cái đường hầm đấy luôn. Và từ nay không thể ai lại bên Quý Thành hay Bun làm video nữa là các bạn biết rồi đấy. Rồi, hình như là mình về nhà thôi. Đi thôi. Về rồi hả? Yeah. Ờ, vẫn chưa cho về luôn mà, cay thật sự. Khu rừng này vẫn còn cái gì đó Bun ơi, anh thấy nó có điểm không lành. Hình như con quái vật lên quanh nó ở trước mặt mình, nó sẽ dồn mình mất đó. Ờ, sợ quá, anh muốn rời khỏi đây ngay. Bây giờ, chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn ra. Chúng ta chạy theo cái hướng đèn này đi. Có bẫy đây này Bun ơi. Đâu đâu anh ơi. Wow, một cái bẫy chuột. Ui, mưa axit. À, mưa axit, trốn vào bụi cây. Vẫn bị mất máu mà. Anh ơi, không ổn rồi, chúng ta phải kiếm được khác thôi. Cứ chạy đi em ơi. Mưa axit. Ôi, máu của em đang trừ từ từ luôn. Đây, có cái túp lao đây. Rồi, vào đây không biết bị trừ máu không? Không, không, hết rồi. May quá. May quá có ai đi cắm trại để cho mình mấy cái lều ở đây. Đây, nhiệm vụ mình là trốn vào trong cái lều này. Không là tụi mình sẽ hy sinh Bun đỏ máu rồi. Anh vẫn còn nhiều máu lắm. Em còn có 24 máu thôi. Cả lớp mình bây giờ còn mỗi 2 đứa thôi. Anh em mình phải cố gắng vượt qua đây thôi. Không là giờ hơi bị bơi luôn đấy. Không thể nào, anh em mình là những người gọi là chất chơi không hề dở hơi, làm sao có thể bị chết nhảm nhí như thế này được. Anh Thành, dân chơi không sợ mưa rơi ra để cho mưa rơi vỡ đầu đi anh ơi. Không, mưa axit đi em ạ, dân chơi nào cũng phải sợ mưa này rơi. Bây giờ là ra mưa rơi cho tả tơi luôn đấy các bạn ạ. Ôi, thiên linh linh nha, địa linh linh, cầu trời gắn vật cho tịnh tạnh mưa đi mà. Đấy, đấy chưa, anh kia, linh chưa anh ơi. Linh tinh vãi trưởng, chắc chắn là nó sẽ tạnh rồi, không thì mình sao đi tiếp được, mình đang cố tình đợi đến trời tạnh để mình đi vào Bun. Đi thử đường thẳng này xem nào anh ơi. Anh Thành còn định đứng ở lại đấy cắm trại lên trên lì. Nhìn kìa, có ai đó. Đâu. Làm gì có gì đâu anh, để em đi cầm đầu đi trước cho. Đây đi. Có hai đường. Chết rồi. Có hai đường thì mình biết đi đường nào. Ui. Đây có cầu này. Đường này. Đường cầu này rồi. Đường kia không là... đi được. Đường không kia đi được. Như là cái gì đây? Có cái gì? Ui giời ơi, chúng ta bỏ qua cái gì, bỏ lỡ cái gì rồi. Ôi giời. Quay lại lấy cái gì luôn anh ơi. Chặt cái cây và sử dụng nó để sửa cái cầu à? Hay làm gì đấy các bạn ạ? Thế anh ạ, thôi cứ qua lấy cái rìu cái đã. Đó là một ý tưởng hay. Đây, cắt cây đấy. Không vỡ, chúng ta mang để... À, đốt lửa trại. Cái rìu đâu nhỉ? Ủa alo, cái rìu mất đâu rồi ta? Đây rồi. Nổi lửa lên Bun. Chưa có okay. Gỗ anh ơi, chúng ta cần phải đến cái cầu kia để chặt gỗ. Hay là chặt cái cây để không được không ta? Chặt cây ư? Chặt cây không được. Ủa sao anh không lấy được nhỉ? Anh phải bỏ cái kiếm ra. Anh không bỏ được. Anh cần phím 1 tắt cái kiếm đi. Ừ, không ấn được. Thế á? Ừ. Thế được rồi, để em đi khuôn gỗ về vậy. Được rồi. À, đây rồi. Bong. Ơ, gỗ này không được. Khả năng phải chặt cây thật rồi. Chặt cây. Này. Gỗ đây. Chặt cây, trời ơi. Ảo ma Lazada okay. Thật sự luôn đấy. Làm em chạy tận đến cái cầu này. Em tưởng mấy cái cầu mình chặt được. Ôi giời ơi. Chặt đấy, chặt gỗ ở cầu về đun. Đúng rồi, chịu buồn. Chỉ có buồn mới nghĩ ra như thế. Rồi, có gỗ rồi anh em ơi. Đang chơi game tự nhiên bắt làm tiểu phu ngang. Được chưa? Ai trên 5 rồi, chặt. Chặt cây đi. Rồi, cái cây là gỗ thật là giòn. Đốn một phát, em là Hà Tiểu Phu đây. Ơi, cái... em ngu. Cái cây nó lăn lông lốc luôn mà, cây thật sự. Đây rồi. Ok, nhóm lửa lên. Rồi, lửa thiêng ơi, bùng lên. Nổi lửa lên Bun. Rồi, tốt lắm, tốt lắm, làm nhiệm vụ tốt lắm. Rồi bây giờ nổ lửa lên cho nó cháy. Rồi đêm nay mình đốt lửa cháy sáng nhất khu rừng này luôn các bạn ạ. Ấm quá anh ơi. Em sẽ nhảy lên trên lửa. Ui, nhảy trên lửa mất máu nha. Ôi chết rồi, em bị thiêu rụi rồi. À, chúng mình là em mi. À, mày á, tí thì đi nhá. Bun ơi, ăn cái này đi Bun ơi. Anh ngồi, bảo ăn cái này đi. Mình ngồi gần lửa là mình sẽ được hồi máu nè. Ăn đi. Ăn luôn. Quạp. Ui, ăn cái này cũng được hồi máu luôn. Ui, cái gì đây? Ô, alo. Vĩnh biệt. Cái chết nhất spawn, chết queo luôn các bạn đi. Cái chết gọi là lăng tuyệt nhất quả đất luôn. Ngồi nhóm lửa cũng bị sét nó đánh cho nổ hết cả người luôn anh em ạ.
Bạn đã chết, cuộc đời bạn chấm hết rồi luôn anh ơi. Thế là cuộc hành trình đi học một ngày mẫu giáo của mình đến đây là kết thúc rồi. Quả đấy mà khi không lại gần bùn khéo chả sao đâu các bạn ạ. Ngồi sửa lửa ăn miếng đồ ăn nó nổ bùm phát. Anh nghĩ quả đấy là chúng ta chạy theo con đường khéo là ổn hơn ấy. Đúng, hợp lý. Cho mình đi cơ, nó bắt mình ngồi trong đống lửa đấy để nó lừa mình, nó thiêu dụi mình. Ờ, thế là bị sét đánh hai anh em ngỏm củ tỏi luôn các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, thế là một ngày đi học ở cái trường mẫu giáo của mình cùng với cả anh Bí Quy Thành đến đây là kết thúc rồi. Một cái ngày đi học cực kỳ là bất ổn luôn anh em ạ. Và anh em thấy cái video này hay thì anh em hãy để lại cho mình xin một like, một đăng ký kênh và đặc biệt là nhớ xem quả ngon đó nha. Còn bây giờ bye bye anh em, mình đi về học trường gọi là học trường đại học đây anh em ơi. Bye bye nha. Hôm nay làm em bé hơi bất ổn các bạn ạ. Bye bye. Nhớ like cho Bí Quy Thành đẹp trai.